À, một Phật tử nữa hỏi là: A Di Đà Phật, con bạch thầy bố thí cho con hỏi. Con bị bệnh vẩy nến, con đã đi chữa bệnh ở nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. Có người mách con đến chùa để chữa bệnh, xem bệnh tình có tiến triển không. À, khi đến ngôi chùa đó, con có gặp một sư ông và nói rõ bệnh của con cho vị sư ông đó. Sư ông đó bảo con phải làm một cái lễ, sau đó con mới biết là lễ sư ông đó làm cho con là lễ thỉnh oan gia trái chủ. Sau khi làm lễ xong về nhà, con cơ thể con bị đỏ và ngứa khắp người. Bạch thầy, xin thầy cho con được biết bây giờ con phải làm gì để con được khỏi. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái này thì bạn bệnh thì bạn phải đi gì, đi bác sĩ. À, đến viện da liễu, đến bác sĩ họ tư vấn cho xem. Vì các thầy thì không giỏi về y học, không biết gì về về y học, có thể nói là không biết gì về y học cả, cho nên không thể tư vấn cho bạn được. À, tuy nhiên cũng có thể đưa ra một vài cái trường hợp, đặc biệt là năm 2016 có một cái bạn sinh viên. Bạn cũng bị cái căn bệnh gọi là vẩy nến á sừng đó. Nó đi viện da liễu trung ương hay chữa trị các nơi không khỏi, cầu cũng không được. Bạn chán. Và có thể là nhiều lần nghĩ đến cái sự quyên sinh tự tử rồi. Vì nó khổ, căn bệnh nó mỗi khi nó lên cơn ngứa thì khổ sở khắp người, đặc biệt là hai tay và cả trên mặt. Chữa không khỏi. Thế khi có một cái lần có pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày. Hay bạn ấy lên để tụng kinh đúng 7 ngày. Tụng kinh Địa Tạng hết 7 ngày 7 đêm với các sư và các Phật tử trong chùa xong. Thì cái ngày xong pháp hội thì bạn không ra về vội mà bạn ở lại để dọn dẹp. Thế bước sang ngày thứ 8 bạn dọn dẹp xong thì mới về. Khi tụng kinh ấy, xong thì bạn ngồi nán lại và cầu Phật, cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng này gia trì cho bạn gặp được thầy, được thuốc để chữa bệnh cho được khỏi, đem tất cả công đức tụng kinh niệm Phật này để hồi hướng cho oan gia giái chủ lịch đại gia tiên nhiều đời nhiều kiếp vân vân, sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, sớm được siêu thăng cảnh giới vân vân, và đặc biệt là sám hối nghiệp chướng của mình, hồi hướng cho oan gia giái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và chỉ cầu xin Phật Bồ Tát được cho gì, gặp thầy gặp thuốc để chữa khỏi bệnh. Và hết ngày thứ 8 bạn dọn dẹp xong thì bạn ra về, đến chiều tối ra về thì tụng hết ngày thứ 8 thì cái tay của bạn nó đỡ được một phần, tức là nó đỡ thì đỡ đỏ và đỡ tấy, đỡ chảy nước, đỡ ngứa hơn, nhưng mà nó vẫn vẫn còn bệnh, nó vẫn còn thì đỡ được khoảng độ thì 5 đến 10% thôi, đỡ đỏ, đỡ chảy nước, đỡ tấy, đỡ ngứa thôi, nhưng vẫn còn cái hiện tượng là đỏ tấy ngứa đó, nhưng mà nó đỡ. Thế bạn về bạn ngủ qua đêm, trong lòng cứ tin tưởng là như vậy. Thế sáng sớm hôm sau dậy ngủ một cái thì cũng không để ý, liền là đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thì khi đến lúc đánh răng rửa mặt xắn cái tay áo lên thì nhìn chỉ qua có một đêm thôi, trên tay của bạn ấy thì không còn một cái nốt gì nữa, như tay của một người bình thường, hai bàn tay như người bình thường, và trên mặt thì xoay gương không còn gì nữa. Và bạn ấy bật khóc ở trong phòng tắm của mình và mới tin rằng Phật pháp nhiệm màu đến mức độ như thế đấy. 7 ngày tụng kinh Địa Tạng, 1 ngày nhất tâm làm công quả dọn dẹp ở chùa, sau đó thì mới về qua một đêm ngủ, và sáng sớm hôm sau căn bệnh mà bấy lâu nay hành hạ làm cho bạn ấy khổ sở chỉ một đêm không còn gì nữa. Nhưng muốn một đêm không còn gì nữa đó thì trước đó thì bạn đã có 7 ngày nhất tâm tụng kinh Địa Tạng theo tăng ni Phật tử ở trong chùa, và 1 ngày làm công quả không biết mỏi mệt, dọn dẹp quét chùa, làm dọn nhà vệ sinh vân vân, nhất tâm làm như vậy. Đó. Thì chúng ta thấy cái này thì đích thân bạn ấy kể trong cái chương trình Phật pháp nhiệm màu hình như kỳ thứ nhất thứ hai vậy đó. Bạn có thể xem lại cái đó, có một bạn như vậy đó. Cho nên ở đây thì về thuốc thì thầy không có am hiểu, nhưng mà về tâm linh thì bạn có thể thử xem vào một pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày,
trong tháng tháng tới hoặc tháng này thì có pháp hội Quan Âm tới đây 16, 17, 18 thì nó gần nhau quá cho nên không tổ chức pháp hội cả một tuần tiếp theo mà chỉ tổ chức khoảng độ tầm 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật thôi, và cái ngày cuối tháng hoặc sang như thế nào đó thì bạn sẽ xem lịch, xem cái lịch tụng kinh đó lên, hoặc là sang tháng sau bạn có thể lên chọn được cả 7 ngày mà cũng làm y như thế, xem biết đâu được sự nhiệm màu đó lại gì lại đến với bạn, thuốc thang mãi không khỏi nhưng bây giờ có thể gặp thầy gặp thuốc khỏi, hoặc là gì, để qua một đêm ngủ như cái bạn kia mà khỏi được là tốt nhất, không thì khỏi được là tốt nhất. Và một cái trường hợp nữa là có cái ông cụ ở dưới Thường Tín cũng bị cái bệnh như thế này, chữa bao nhiêu năm không khỏi, năm nay ông cụ ở trên 60 gần 70 rồi, bao nhiêu năm bị như vậy không khỏi, thậm chí cả mặt mũi thân thể trên đầu trên tóc bị như vậy, đau khổ vô cùng. Mỗi khi nó ngứa, cơn ngứa cơn đau nó nổi lên, ngứa gãi vào thì lại đau, mà mùi nó lại tanh hôi khó chịu. Nhưng khi đầu năm lên đây, cuối năm ngoái lên đây, thầy bảo tụng kinh Địa Tạng, Phật tử này cũng về tụng kinh Địa Tạng, lên đây theo học kinh Địa Tạng, về nghe giảng kinh Địa Tạng và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Một thời gian sau bệnh đã khỏi gần như là đến 95-99%. Nhưng mà cái nghe khỏi rồi, vừa vừa rồi đầu năm là đi chơi, tức đi tham quan, đi tham quan Hạ Long hay ở đâu, tức là đi nghỉ mát. Thế là ăn gì? Ăn cua biển và ăn tôm biển và ăn đồ đồ biển hải sản tươi sống, và về về một cái đến tối thì nó lại nổi lại như ngày xưa. Và sợ quá thì ngay mấy ngày hôm sau để lên sám hối thầy và sám hối Phật, sám hối tổ, sám hối thầy là con thấy khỏi, con đi biển, con ăn gì những cái đồ như thế vào về con lại bị như thế, xin là thầy gì giúp con. Thầy bảo thầy thì chả giúp được đâu, Phật Bồ Tát cũng có thể giúp được, và tự gì tự ông mới có thể giúp được mình thôi. Hay sám hối cái gì cái việc đó, thầy đã bảo gì cái bệnh đó thì nên gì, nên ăn chay, bớt ăn những đồ gì đồ liên quan tới sinh mạng của chúng sinh thì là tốt nhất, tức là bớt ăn gì, bớt ăn động vật, thịt động vật, chỉ ăn thực vật thôi, tức là ăn chay á thì chữa bệnh nó sẽ tốt hơn. Và ông ăn chay ông chữa bệnh, tụng kinh niệm Phật nữa, tụng kinh Địa Tạng của niệm Phật, ông ăn chay thì bệnh khỏi, chữa vẫn cái thuốc như ngày xưa chữa nhưng mà gì khỏi bệnh. Nhưng khỏi rồi đi biển ăn mặn vào một bữa thôi, về ngay tối hôm sau nó nổi lên, ngủ qua đêm nó nổi lên đầy. Thế xong rồi nghe tôi thì sám hối, để ăn chay trở lại, phát nguyện tụng kinh ăn chay bình thường trở lại thì bệnh bây giờ nó cũng đỡ được khoảng 85-90% rồi. Hôm rồi lên nữa chỉ còn thì hơi hơi thấy cái nốt nốt nữa thôi, không có cái nốt khủng khiếp như cái ngày xưa vậy, như khi tái phát nữa. Đấy đấy là những hai câu chuyện tôi kể cho gì cho mà bạn có cái căn bệnh này tương tự như bệnh bạn này nghe và có thể đem áp dụng thực hành xem. Nhưng đặc biệt là gì, nên ăn chay chữa nó sẽ tốt hơn.